Shop Viettel Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Shop Viettel Radio. Và ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ. Xin kính mời quý vị và các bạn cũng như anh em ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất Shop Viettel Radio hân hạnh gửi tới quý vị. Và video ngày hôm nay đã rất lâu rồi shop mới làm một video test sản phẩm để giới thiệu tới quý vị và các bạn. Và combo phối ghép ngay trước mắt quý vị và các bạn là đôi loa JBL phiên bản L166 Horizon đang được phối ghép cùng chiếc amply Marzahn model 1250, và combo cùng bộ sản phẩm là chiếc đầu CD 2-in-1 CD 17D A có tích hợp giải mã rồi mà không cần đĩa mồi, thì đây là khiển zin đi kèm của sản phẩm. Quý vị và các bạn lưu ý là tất cả sản phẩm đầu CD Marzahn các phiên bản 16D, 17D hay 17DA thì quý vị và các bạn phải có khiển zin thì quý vị và các bạn mới có thể lựa chọn được cái chế độ input, lựa chọn được chế độ DA của dòng sản phẩm này. Đây, shop vừa thực hiện để quý vị và bạn có thể theo dõi này. Chúng ta lựa chọn một là Cosian này, hai là Optical hoặc có thể lựa chọn là CD. Thì ở video này shop sẽ trực tiếp test chế độ là chế độ CD đọc đĩa của chiếc đầu này. Và đầu tiên xin mời quý vị và các bạn cùng quan sát hình thức bên ngoài của đôi loa cũng như là bên trong của bộ sản phẩm này, cách kết nối cũng như là cách phối ghép của shop. Xin mời quý vị và các bạn quan sát. Đầu tiên là hình thức, thì đây là combo sản phẩm rất đẹp được tuyển chọn kỹ tại Viettel Radio. Từ chiếc đầu CD này còn nguyên bản, đọc đĩa rất là mượt mà tốt, cũng như chiếc âm ly mặt vàng chanh rất là đẹp, còn đầy đủ tem xanh này, tem cờ. Đó, shop đang kết nối cùng đường ra loa này, đường main tức đường A của chiếc âm ly này. Đó. Thì tiếp theo shop sẽ test trực tiếp bộ sản phẩm này để quý vị và bạn cùng có trải nghiệm. Và đây là đôi loa JBL phiên bản 166 Horizon. Thì e căng zin quý vị và bạn nhé. Đó, rồi thùng gỗ vân gỗ nguyên bản này. Đấy. Cả hai bên cấu cạnh này không hề chảy xước hay là va đập. Đó. Đây là tuyến loa này, một bát giấy gần mút với đường kính 30cm này, một chung 12cm cũng là chung giấy, và một tép cao cấp là tép titanium rồi quý vị và bạn nhé. Và đây là phiên bản JBL model 166 Horizon. Đó, anh em có thể quan sát vào đây rõ hơn. Đó. Đây là chiếc loa bên phải. Chúng ta tiếp tục cho quý vị và bạn cùng quan sát chiếc loa bên trái. Thì đôi loa này có vân gỗ khá là tương đồng, khá là đẹp và đều. Đó, hai bên vân gỗ còn rất là đều đẹp. Anh em có thể quan sát này. Đó. Ê căng còn đẹp khoảng 90%. Bên này thì chỉ duy nhất bên này mất một cái này do vận chuyển thôi. Đó, còn lại ê căng bên này cũng rất là đẹp. Đây, tuyến loa thì đều đẹp xuất sắc rồi. Anh quan sát lại gần. Đó. Đây, phiên bản 166 Horizon. Đó, tem zin chính hãng. Và sau đây xin mời quý vị và bạn cùng shop nghe phối ghép cái combo sản phẩm này để có cái nhận xét cũng như cái đánh giá tốt nhất cho bộ sản phẩm này. Và mọi đánh giá cũng như đóng góp xin mời comment ở phía dưới video này. Và xin chân thành cảm ơn và mời quý vị và các bạn theo dõi bản test. Trắng như
trong.